ông tổ ma cà rồng biến thành bố bỉm sữa và trở thành người cuồng con gái số 1 thiên hạ. Chào mọi người, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một bộ phim hoạt hình vô cùng kinh điển về ma cà rồng, Khách sạn huyền bí. Đây là bá tước Dracula, là ma cà rồng thế hệ đầu tiên. Ai nhắc về ông ấy cũng nghĩ là ác độc, đáng sợ. Kết quả mở đầu bộ phim lại là cảnh Dracula dỗ con gái ngủ. Vợ của ông bị con người thiêu chết, thế nên Dracula cực kỳ hận con người, sợ tất cả mọi thứ liên quan đến con người. Thực ra con người bọn tôi sợ ông hơn đấy. Dracula luôn dạy cô con gái Mavis rằng ngoài kia rất nguy hiểm, con người rất đáng sợ. Để tránh Mavis gặp phải con người, Dracula đã xây dựng một khách sạn nằm sâu trong khu rừng có hồn ma bao quanh và xác chết đội mồ sống dậy. Mỗi năm ở đây đều tiếp đón những quái vật nổi tiếng khắp nơi đến ở. Nhưng tất nhiên là con người không hề biết đến rồi. Tòa lâu đài nhanh chóng trở thành khách sạn 5 sao cho bọn quái vật trú ngụ. Sắp đến ngày sinh nhật lần thứ 118 của Mavis, Dracula mời rất nhiều quái vật đến lâu đài. Có người chỉ thấy được đôi mắt kính, người sói với khả năng sinh sản siêu đỉnh, Frankenstein tách cơ thể thành 8 phần đóng thùng gửi đến để tiết kiệm tiền máy bay, Akun đứng hình mất 5 giây, có một vị khách không mời mà đến, làm Dracula phải kéo chuông cảnh báo cấp 10. Đó là một cậu bé con người thích đi thám hiểm một mình, Jonathan. Nam chính đã xuất hiện rồi, nữ chính cũng phải lên sàn thôi chứ. Ban đầu Jonathan còn tưởng nơi này đang tổ chức lễ hội hóa trang, nhưng khi cậu bỏ tay xuyên qua được một bộ xương thì mới bắt đầu sợ xanh mặt. Khi ngài bá tước chưa kịp đưa cậu ta ra khỏi đây, thì đã suýt bị quái vật chuột phát hiện là con người. Nhưng lúc này Jonathan đã bị mọi người và Mavis nhìn thấy rồi. Khi cậu và Mavis nhìn nhau, thấy hiệu ứng trong đôi mắt chưa? Có chạy đằng trời thì hai người này cũng yêu nhau thôi. Bất đắc dĩ Dracula phải nói đây là người ông ấy mời đến dự sinh nhật Mavis. Vì đây là sinh nhật chúc mừng Mavis thành niên, nên mới mời một người bằng tuổi cô đến để góp vui. Mavis nghe nói là người bằng tuổi thì rất vui. Tôi 118 tuổi, cậu bao nhiêu tuổi? Jonathan ấp úng. Tôi 121 tuổi, là em họ của Frankenstein. Hai người nói chuyện vô cùng ăn ý. Phải nói là trời sinh một cặp. Họ cùng nhau ngắm bình minh tươi đẹp. Đây là lần đầu tiên Mavis nhìn thấy cảnh này. Hai người lại càng thêm thân thiết với nhau. Lúc này Jonathan đã quẩy hết mình trong bữa tiệc sinh nhật. Lần này không sợ nữa hả anh trai? Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng mà đúng là cần có người đến cứu cái bữa tiệc sinh nhật buồn tẻ này. Mấy người này già quá rồi, đi lại cũng chậm chạp, nhìn thôi cũng thấy chán rồi. Mời cương thi Beethoven và Chopin về biểu diễn. Họ tập thể dục trong hồ bơi, như thể đang tập dưỡng sinh. Jonathan của chúng ta từng biểu diễn trong lễ hội âm nhạc thế giới. Cậu ta đã đẩy bầu không khí trở nên thật náo nhiệt. Tất cả mọi người đều rất vui, ngoại trừ Dracula. Ông ta đưa Jonathan đến nhà ăn, búng ngón tay cậu ta đã bay vô tường, điều khiển bàn ăn bay qua bay lại. Nhìn thấy những chiếc bàn bay, Jonathan lại không kiểm soát được mình. Cậu ta nhảy lên bàn, đưa mình bay lên. Rồi hai người bắt đầu bay qua bay lại trong lâu đài như Anodin và tấm thảm thần. Đang mải chơi đùa không nhìn đường, lại vô tình đâm trúng một tên lính. Khi Dracula đứng dậy, Jonathan đã bị quái vật chuột bắt mất rồi. Hắn phát hiện ra Jonathan là con người nên muốn nướng cậu lên ăn. Dracula đã đến cứu Jonathan, có thể là nhờ niềm vui ấu trĩ của đàn ông. Ông ta phát hiện Jonathan không phải người xấu. Ông ta tâm sự với Jonathan, kể cậu nghe câu chuyện của mình và mẹ của Mavis, giải thích nguyên nhân mình sợ hãi và chán ghét con người. Đến buổi vũ hội vào buổi tối, Mavis và Jonathan lại mặt đối mặt. Mavis không hổ là con gái của Dracula, cô nhào lên hôn cậu. Dracula nhìn thấy đã nổi giận. Jonathan nhớ đến câu chuyện của Dracula kể lúc nãy. Cậu nói với Mavis mình là con người, nhưng Mavis lại không quan tâm. Cậu chỉ đành nhẫn tâm nói với Mavis, cô là quái vật, tôi không thể thích cô được. Mavis nghe người mình thương nói vậy đành đau đớn biến thành rơi bay đi. Lúc này quái vật chuột nói cho mọi người biết Jonathan là con người. Mọi người đều rất sợ nên không ai ngăn cản Jonathan rời đi. Dracula đuổi theo Mavis để an ủi cô. Khi nhìn thấy Mavis đau buồn, ông quay lại sảnh khách sạn nhờ những quái vật giúp mình đi tìm Jonathan. Ông nói Jonathan thật sự là người tốt và cậu ta yêu Mavis thật lòng. Rồi tất cả quái vật đều chia nhau đi tìm. Các quái vật cũng dễ mềm lòng quá đấy chứ. Mấy chú chó sói nhỏ đánh hơi mùi rồi nói cho Dracula biết 15 phút nữa Jonathan sẽ lên máy bay. Nhưng con đường đến sân bay đã bị lễ hội đông nghịt người chặn mất. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết mình được hoan nghênh như thế ở thế giới loài người. Sau khi biết được ông ấy là Dracula, người dân đều nhường đường cho ông. Mà lúc này máy bay đã cất cánh rồi. Dracula dùng ánh mắt để thôi miên phi công, dùng micro để nói lời thật lòng của mình và Mavis, rồi điều khiển máy bay rẽ hướng, đưa Jonathan về tòa lâu đài. Cuối cùng quà sinh nhật Dracula tặng cho Mavis là một chiếc ba lô du lịch tặng kèm Jonathan. Cặp đôi Jonathan và Mavis bước vào lễ đường, đi tìm hạnh phúc của mình dưới sự chúc phúc của Dracula. Với tình yêu của Dracula dành cho con gái, có thể nói tình yêu đã thúc đẩy tình thân. Cuối cùng Dracula cũng học được cách buông tay. Hóa ra bố mẹ trên thế giới này đều như nhau.
Dracula yêu con gái đến mức cố gắng kiểm soát cô. Giống cách bố mẹ chúng ta kiểm soát chúng ta không nào? Bọn họ rất yêu con của mình. Nhưng đó chỉ là cách yêu lỗi thời mà thôi. Lúc nào cũng muốn nuôi con trong khu vực mà mình cho là an toàn. Nhưng như thế làm sao con cái trưởng thành được? Hôm nay giới thiệu đến đây thôi. Nhớ nhấn follow tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye.